Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chấp thuận cho công ty cổ phần bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây được thực hiện đầu tư dự án bệnh viện Hoàn Mỹ phía Tây tại địa chỉ đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạch, quận Tân Phú. Theo đó, dự án sử dụng diện tích đất 5.185 m², quy mô đầu tư bệnh viện với công suất thiết kế là 350 giường bệnh. Tổng vốn đầu tư dự án là 915,689 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư để thực hiện dự án là 300 tỷ đồng, chiếm 32,76% tổng vốn đầu tư dự án. Dự án được hoạt động trong thời hạn 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư. Về tiến độ, giai đoạn 1 của dự án quy mô 150 giường sẽ được thi công trong vòng 27 tháng. Thời hạn nghiệm thu công trình đưa dự án vào khai thác sử dụng là trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư.